sao mà anh nhờ ơi nhờ dạ nước quay nhờ nó tên vô thì ba bị kêu thành anh nhờ ơi anh nhờ.
câu y mà mày mày đang câu y khảo vậy thì đang mắc đi rồi cái lon mắc khô đi mình sẽ đem mua để theo quay cái chút chút một tốn sấy lâu lắm tốn sấy từ từ lon mà mắc rồi.